lồng đèn á thầy trang trí rất là đẹp luôn. Sầu riêng. À, rồi cái mùi cà phê sầu riêng á, thơm cả nhà. À, thầy hôm nay có cà phê sầu riêng. Wow, lồng đèn đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đi ra đây, mình quay ở ngoài đây nha. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con được quay, cho con được quay mấy ngày nha. Hồi nãy con có xin phép rồi, hồi nãy mình cũng có xin phép mấy ngày rồi, để cho mình xin được phép quay. Cái gì cũng vậy cả nhà ơi, sống là phải có tâm linh. Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi bây giờ mình sẽ quay đây. Bây giờ trống rồi nè, hồi nãy ở đây đông lắm. Thì mình sẽ Nam Mô A Di Đà Phật, con lại ngài cho con quay video nhé. Thì đây là tượng ngài Địa Tạng. Địa Tạng thì cái chùa này á, tại sao á là có cái tên là chùa Địa Tạng. Bây giờ đó mình sẽ nói kể sơ lại cho cả nhà tại sao chùa này á là mang cái tên là chùa Địa Tạng. Thì đây là cái tượng Địa Tạng mà là lúc mà mấy thầy thành lập cái chùa này á thì thiếu tiền để làm một cái tượng Địa Tạng đó, từ vì á là kinh phí lúc đó đã hết, không đủ tiền để tạc cái tượng Địa Tạng, ngài Địa Tạng. Thì á là hôm đó đó, thì đây là cái câu chuyện này á là cũng là do thầy á thuyết pháp rồi thầy kể cho mọi người nghe, chứ thật sự mình cũng không có biết. Nhưng mà là thầy kể đó là bây giờ để cả nhà chờ mình nha, để mình đi tìm cái chỗ, chứ mình đứng mình chỉ cái máy phone lên trên đây mưa nữa. Để mình đi tìm cái chỗ rồi mình đứng mình kể nha. Đây, chỗ này lý tưởng luôn. Đó, thì là thì quý thầy mới không đủ kinh phí để xây cái ngôi để tạc cái tượng Địa Tạng. Thì có một hôm á, có một thầy đi chợ Mỹ cả nhà. Đó, đi chợ Mỹ thì là khi mà ra tính tiền thì có một thầy nữa tự nhiên mới đưa một cái Sensonai là cái vali nhỏ, thì mới nói với thầy đó là xin thầy hãy nhận cái vali này. Thì thầy đó mới nói là ủa tại sao tại sao thầy lại đưa cho tôi và trong đây là cái gì. Thì thầy kia mới nói là thầy hãy cầm về và tu sửa cái ngôi chùa đi. Thì là thầy không có nhận vì thầy kia cũng là đồng tu, thì là đồng tu là cũng là thầy luôn. Nhưng mà là thầy mới nói là kiểu như là một người không có quen, xa lạ không có quen mà thầy không dám nhận. Thì cái ông Mỹ tính tiền á thì ổng mới nói là thì ông đó ổng cho thì cứ nhận đi. Thì thầy mới nhận và thầy mới nhận cái vali đó. Thì mới xin thầy kia cái tên, cái danh thiếp. Thì thầy kia mới cho thầy một cái card visit là một cái danh thiếp. Rồi thầy mới đi về. Thì khi đi về đó thầy mới thuật lại cái câu chuyện đó cho những thầy kia nghe. Thì là những thầy kia với lại thầy mới khui cái vali đó ra, cái Sensonai đó ra. Thì ở trong đó rất rất là nhiều tiền nha cả nhà. Thế là mới thấy tiền thì thầy mới nói là ô thì cũng là một cái duyên, thì đang là thiếu kinh phí mà, nên là mới dùng cái số tiền đó tạc ngài Địa Tạng này đây.
đó thì mới tạc cái tượng Địa Tạng, và là coi như là còn thiếu cái tượng Địa Tạng này thôi á, là đến ngày khánh thành. Thì á, là khi đến ngày khánh thành, sắp sửa đến ngày khánh thành á, thì quý thầy á mới theo cái danh thiếp đó để đi lên gặp cái người thầy mà cho tiền á, là để mời cái vị thầy đó lên làm lễ khánh thành cái chùa này. Và cái chùa này là lúc đó chưa biết đặt tên là chùa gì luôn, thì là cũng định lòng là lên gặp thầy rồi xin thầy á, là cho một cái tên để đặt cái cho cái ngôi chùa mới này đó. Thì á, là mấy thầy mới theo cái danh thiếp đó để mà đi, thì đi lặn lội đường xa, đi cũng xa lắm, lặn lội đường xa thì cuối cùng cũng đến nơi. Và đến nơi thì xa xa là mấy thầy cũng thấy ở đó là cũng là một ngôi chùa đó. Thì khi tới thần gần á, thì cái ngôi chùa đó cũng có tên là Địa Tạng, chùa Địa Tạng. Rồi thì mấy thầy mới đi vô, thì mới gặp một người thầy, mới xin phép thầy đó là cho chúng con vô để gặp cái người trong danh thiếp này. Thì cái ông thầy đó, ổng mới rất là, một phần là rất là ngạc nhiên, một phần là cũng rất là chậm rãi, và đưa quý thầy vô trong một căn phòng. Thì khi mà bước vô căn phòng đó, thì đây là một điều rất là màu nhiệm và rất là linh, là khi bước vô căn phòng đó thì chỉ có một thầy biết mặt của cái người thầy hôm bữa thôi, còn những người thầy đi theo đâu có biết mặt vì đâu có gặp. Nên là cái người thầy mà nhận cái Samsonite, vali tiền đó rất là bật ngửa, là vì vô là thấy liền cái tấm hình cái người thầy mà đã gặp và đưa cho mình cái tiền đó, số tiền đó đã quy tiên rồi đó. Thì á, là thầy mới kể cái câu chuyện đó cho cái thầy ở chùa đó nghe. Thì cái thầy ở chùa đó mới dẫn đến một cái giống như một cái cháp bằng thủy tinh. Thì thầy á, mới nói rằng là cái tấm danh thiếp này á, thì khi mà thầy đó được về cái chùa này để trụ trì á, thì á, là trong cái cháp này á, chỉ có một tấm danh thiếp của cái thầy đó thôi. Cái thầy đã mất rồi á, chỉ có một tấm còn sót lại thôi. Thì mới thờ cúng ở đây, là thờ cúng ngay cái chỗ để mà thờ thầy đã mất á. Thì á, bây giờ cái tấm danh thiếp nó lại không có cả nhà. Trong cái cháp đó cái tấm danh thiếp lại không có, mà bây giờ trên tay của người thầy này thì lại có cái tấm danh thiếp đó. Thì cái đó là mình nghe thầy kể và kể lại cái câu chuyện đó, thì mình cũng tường thuật lại kể cho cả nhà nghe. Thì ai tin thì tin, nhưng mình rất là tin. Đó thì đó là rất là màu nhiệm. Đó thế là mới là thôi, quý thầy mới tạm biệt cái người thầy đó và ra về. Thì trên đường về đó là quý thầy quyết định đặt tên cái ngôi chùa này là ngôi chùa Địa Tạng, là cũng là cái tên chùa của thầy đó lúc trước đã trụ trì ở đó, và cũng là một cái duyên là tạc cái tượng ngài Địa Tạng. Và cái ngài Địa Tạng này ở đây mình nói với cả nhà là rất là linh nha. Chùa này có một ngôi tượng, có một tượng Địa Tạng là ngài Địa Tạng đây, rất là linh. Nên là cả nhà ai muốn điều chi hãy đến chùa Địa Tạng, nếu ở gần ở tiểu bang này thì xin hãy một lần ngày lễ đó thầy mới mở cửa, thì xin hãy một lần hãy đến tiểu bang này để trước là lễ Phật, sau thì ra cái tượng Địa Tạng và khấn nguyện đi, mọi việc sẽ hạnh thông. Vì mình là đã từng sinh ở đây và đã được màu nhiệm đến với mình đó cả nhà. Đó nên mình mong cả nhà hãy nghe mình á, mình chia sẻ như vậy đó, thì cả nhà hãy làm theo, rất là tốt cho cả nhà, chứ cũng chẳng có cái gì hả thiệt hại cho cả nhà đâu. Thì á, mô Phật, thì bây giờ mình sẽ đi quay tiếp nha. Bây giờ thì đây á, cả nhà đang tiến tới chỗ lấy cơm á cả nhà. Thì bây giờ là mấy cô phát cơm đây nè cả nhà. Đó, nhận cơm ở đây nè. Đó, nhận cơm chay cả nhà. Cơm chay ở chùa thì rất là ngon. Và là trời ơi, thầy ở đây á, quý thầy ở đây á rất là tốt. Ví dụ như là đến mùa
đến mùa đông nè, mùa lạnh nè, thì quý thầy sẽ cho Phật tử dùng cà phê nóng, trà nóng, và Tết là bánh mứt, rồi kẹo, rồi đủ các loại ha, rồi bánh tét ha. Rồi đến mùa hè thì thầy rất là tâm lý, đến mùa hè thì thầy lại cho mọi người uống sâm, nước sâm, nước sâm cả nhà, trời ơi, sâm bí đao cho nó mát, rồi hả là nước ngọt, rồi cũng vẫn bánh mứt đó. Đây là cái chỗ nơi mà phát đồ ăn. Mọi người là đi chùa rất là thích cái nơi này. Mọi người đi chùa ai cũng thích ở đây ha chị ha. Là hả lễ Phật xong là lễ Phật xong là còn được đó hả là thỉnh cơm chay, dùng cơm chay miễn phí. Và thầy á, trời ơi, để hết, nếu mà mùa đông á là thầy á mở hết để cho mọi người ai cũng được ấm áp. Đây là cơm chay nè cả nhà, mấy cô đang ngồi ăn nè. Dạ đây cơm chay ngon ha cô. Dạ hôm nay cơm tắm á cô. Dạ hôm nay là cơm tắm, trời ơi, nhưng mà đồ chay ở đây rất là ngon. Rồi đây nữa, hôm nay còn có phục vụ luôn cả cái này cho mấy em nhỏ nữa nè. Kẹo đường. Cái này là ký ức tuổi thơ đây. Đây. Em cảm ơn anh hồi nãy nè, ngồi xe anh nè. Phải không? Nãy anh chở chứ gì? Vậy chắc anh kia giống anh. Dạ, em cảm ơn anh nha. Đó, rồi đây nè. Trời ơi, mọi người đi thỉnh cơm chay ăn á, rất là vui vẻ cả nhà. Trời, ai cũng vui vẻ, trời ơi. Dạ, còn trà gừng. Dạ, trà gừng nè. Trà gừng rồi cái gì á. Trà gừng rồi nước trà nóng. Trời ơi, rồi cà phê, trà gừng. Đó, mùa lạnh á là thầy á là làm trà gừng để cho mọi người uống. Á hả là cho ấm á cả nhà. Rồi á hả, rồi cơm chay, rồi chỗ này nè, hít nè cả nhà. Đó, cho mọi người á đứng nhận cơm á, không có bị lạnh. Trời ơi. Đó hả, thầy á tâm lý lắm cả nhà ơi. Mà hả, những người làm giống như làm từ thiện á, với lại nhà kiểu như là người ta đến đây để gọi là công quả đấy, làm công quả. Mọi người đến đây làm công quả rất là đông. Đó, đó, cả nhà thấy không, mấy cô ở trên đó là làm công quả, phát cơm cho mọi người. Đó, em cảm ơn anh nha. Dạ. Chị làm sao mà đẹp quá trời, cái áo ngày này nó là quá trời xuất sắc nha. Em cảm ơn anh nha. Hôm bữa anh làm mà không có tiền à. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nha. Cho đi ra. Dạ. Đây mấy chị cho em xin hộp cơm. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ đây, đây hộp cơm. Dạ dạ. Đây hộp cơm nè cả nhà. Ở đây đồ ăn rất nhiều nhưng mà hết rồi. Là mọi người á hả ăn rồi thì á, bây giờ đến giờ này là mấy cô phát cơm đó, phát cơm chay miễn phí đó cả nhà. Dạ. Mà mọi người ai cũng vui vẻ hết cả nhà, mấy cô ở đây rất là vui vẻ đó. Rồi hả là bánh trái rất là nhiều, nhưng mà mấy em rồi Phật tử đi chùa đó thỉnh ăn rồi đó. Bây giờ chắc mình đi ra xe anh ha, đi ra xếp hàng đi về. Đây, đây là cái nơi tượng này là cả nhà biết không? Là giống như là ai mà kiểu như là muộn về đường con cái đó, thì hãy đến đây và hả có những cái gào múc nước như bé kia đang múc đó, đó tưới lên các chú tiểu. Đó thì là cái đường con cái sẽ được thành công. Đó, ai mà hiếm muộn á nha, hiếm muộn con cái thì đến đây trước là mình lễ Phật, sau thì mình đi ra đó làm giống như em đó vậy đó. Là mấy em bé rất là thích đó, nhưng là thật ra là như vậy đó. Đó thì thôi đấy, bây giờ mình lại quay tiếp cho cả nhà xem nha. Rất rất là đẹp cái ngôi chùa này, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đây là cái đường đi lên chánh điện. Cũng đó, cái đường này là đường đi lên vô chánh điện nè. Đó.